tích của Phật Quan Âm thuở trước gương tu kia ai được như Ngài. Mới rằng chứng quả Như Lai, lòng son và sắc thiệt rài kim cang. Thấy trần khổ lại càng thương xót, dạo tuần du khắp các cái cõi dương. Tầm thân cứu khổ bốn phương, đời đời kiếp kiếp đức vườn trời cao. Tu biết tánh trần lao cứ mặc, tu kệ kinh thì chắc không lầm. Tu nhân giúp khổng trở lầm, trì trái giới sát tu nhầm chẳng sai. Muốn tu huệ thì hãy định ý, ý định thuần thì trí huệ sanh. Muốn tu cầu đẳng phước lành, in kinh bố thí giảng kinh cúng chùa. Tu kiều mãi lộ cho cơm nước, kẻ lỡ chân trái bước đặng an. Thừa năm hạn đói nắng chan, giúp người bữa cháo cung bằng công tu. Muôn lập đức là tu khẩu ý, miệng chọn lời cho kỹ thốt ra. Tục ngôn giọng ngữ say hoa, nói điều ác dữ hoặc là bớt thêm. Cùng móc xỏ gây niềm tổn hại, diệu cợt làm bãi hoại phẩm người. Đem mình hiên để trò cười, tu không đạt gì là người bại danh. Ý phải xét cho rành thiện ác, chớ nghĩa lầm người khác xấu tham. Dẫu người ác dữ đã làm đức, mình cứ mặc cho khám lầm mình. Nói chánh trực làm thinh nghĩ chánh, đạo công bình là thanh tại tâm. Thanh liêm lòng dạ không tham, không thèm không bớt không làm bận nhơ. Muốn học đạo chừa giờ nghiên cứu, kinh điển là pháp diệu thầm thâm. Ngồi không du hỷ dục tâm sanh, điều quý tưởng sai lầm hư thân. Người quý ở tinh thần hoạt bát, ở cõi phàm dâm tạc siêu nhân. Phàm dương hạnh đức thánh nhân, xứng danh một kiếp ở trần lưu tên. Kinh luận giảng xem liền nhập ý, nghĩa siêu thâm luận lý công minh. Thừa nhàn vui với sách kinh xa, nơi thơ truyện quê tình dâm ngôn. Ca ngâm quyển rũ hồn dục trí, chuyện dâm phong luận lý đạo điên. Muốn nên học sách thánh hiền, muốn siêu tam giải kệ kinh thấm nhuần. Vô lượng nghĩa kinh luận diệu pháp, có duyên tu ý hợp tâm truyền, nước nguồn cấy cội cơ duyên. Gặp đò bát nhã là thuyền pháp đưa, Phật nhật
tăng quy thừa đảnh lễ, chấp kim cang đâu để tánh liền. Lời này xét đặng ý kia, phân tầm nguồn cõi cái chìa khóa đây. Gươm trí huệ hằng ngày lau rửa, gương soi mình bữa bữa sáng trong. Đạo thiên tu kỳ trong lòng tại gia, cứ ẩn đơn phòng cũng hay. Không đổi dạng bề ngoài cho lâm, mà ở trong ngăn cấm cực đa. Luyện đơn nâu thuốc không già tu, nơi đô thị thiệt là khó thay. Gặp cảnh khó vì ngài thế mạc, hỡi các chữ Bồ Tát tỳ kheo. Quỷ danh trần lũy bọt bèo, chỉ tâm son sắc mà trèo trong gai. Đường thế cuộc càng ngày thấm khổ, danh vọng chi là chỗ ba đào. Biển trần cuồn cuộn sóng sao, vào trần lụy kiếp anh hào dễ chi. Dù thần chất sẵn thì liễu ly, lỡ dưỡng chân đâu thấy nếu lầm. Lưới trần là chỗ hiểm thâm, sảy chân một bước xa hầm nghiệp khiên. Cõi ác trượt nhân duyên quả kiếp, mơ chỗ đắm mê đền nghiệp kéo đoài. Có gì hạnh phúc nhìn coi, tu tầm cảnh lạc là nơi thanh nhàn. Trận phức tạp lại càng mau quỳ, giải đói nghèo khôn lụy kiếp người. Tranh giành sâu xé một thời, cái thân tử đại quy rồi lại không. Ai sực tỉnh hối lòng biết đau, không giàu sang là thao ách trần. Không phiền kẻ cấp hại thân, không vào tranh cạnh tinh thần đặng an. Trời mở đạo khai đàn cứu thế, là phương châm dùng để thoát nạn. Linh căn xót cảnh rối loạn, quyết vào tai kiếp độ an buổi này. Đào một gốc mà cây nhiều nhanh, biết phân tầm bổn tánh mới hay. Trí phạm thành quách ngăn dày, chánh tà biện luận dở hay không nhàm. Học một chữ mà kham cũng tốt, văn nằm xé chữ một không thông. Thương thay cả chậu chim lòng, muốn tu đạt vị hiểu thông đất trời. Đời kia thấy một người lục tổ, không chữ nào mà chỗ đạo chân. Đạo không lý luận thua hơn, biết đường chánh giác thì thân khẽ nhàn. Chánh đặng rồi trụ an khi chất, vọng đã lầm tu thất chân truyền. Niết bàn phục đạo căn nguyên, tu không phải khó bệnh duyên mới thành.
cội đằng sung thì nhành lá tốt, đạo ấy là ương hột giống lành. Làm sao cơ đạo viên thành khai duyên, quá đạo nhọc nhằn biết bao. Vì nòi giống giác vào lũy đồ, vì nhân sanh sống chỗ lầm than. Sanh già bệnh tử ngổn ngang, cảnh đời mạc hậu lầm than khốn cùng. Cõi dương thế lạnh lùng ác dữ, chẳng kể chi sanh tử kiếp người. Bụng no thì mỉm mỉm cười, mặt ai tan tóc mặt người khổ đau. Dây nở máu thì giàu quả nghiệp, đòi trả nhau vạn kiếp chẳng thôi. Chúng sanh kiếp sống đâu rồi, tử sanh sanh tử mấy hồi đau thương. Cảnh thế mạt trăm đường quán khổ, đạo bưu truyền tận độ khắp cùng. Hiệp truyền giáo lý trung dung, phổ đồng bao quát hòa dung chánh truyền. Không mắc mỏ tùy duyên đại chúng, trình độ dân ứng dụng hòa đồng. Đạo hoàng tại một tương thông, không phiền có một nhân ông giảng đường. Một quyển kinh tận tường chân lý, một kiếp tu luyện kỹ đau hồi. Người đời có tánh buông trôi, bát cơm manh áo lôi thôi mạng ngày. Vào mượn kiếp nở dây tràn ngập, chữ hiếu thân bồi đắp chưa tròn, lấy gầy thêm nở đoàn con, nở chồng nở vợ đã mòn tất hơi. Hữu căn thì nhớ lời thể ước, ngộ đạo thì giỏi bước tầm tu. Kìa gương thế diệt cổ lưu, cuối đời cực tiến quả sầu tiêu vong. Biết niệm tâm lòng hằng tưởng nhớ, tu là nay cứu trợ cho đời. Quán Âm Bồ Tát hiện thời tầm thinh, cứu khổ khắp nơi khẩn nguyện. Tánh người giữ não phiền hơn dần, tham sân si quý tưởng đau điên. Trị lòng niệm Phật bền duyên, sân si tan biến tánh hiền phát sanh. Người ngu tôi lưu manh tà dạy, niệm Quan Âm tánh lại sáng khôn. Lâm nàng trì tụng phổ môn, Quan Âm cứu khổ bảo tồn khỏi nguy. Miệng tụng kinh tâm thì tưởng mộ, pháp giới là tận chỗ cao siêu. Vào tu trước giữ quy điều, ở ăn mực thước theo chiều sĩ nhu. Lần tiết giảm giao du kẻ ác, học đạo thì tự giác nơi tâm. Lời tiên ý Phật sưu tầm, phân đường chân lý tu nhầm nẻo chân. Đời hậu mạc thua hơn cứ mặc, khôn thì gìn giữ chặt cái tâm.
Ma quân bốn phía chớ lầm dụ thần, à sáu nẻo không làm lai tâm. Vì ba đạo nên làm đạo lòng, căn cứ vào nguyên bổn mà tu. Bàn môn dòng ý mong du, nguyên căn mau đạt lý màu chân tu. Hội long dân tầm cầu muôn một, lý chân truyền dung hợp đại đồng. Ba nền chánh giáo tương thông, dung hòa đại đạo chánh tông hưng truyền. Hỡi tư chung mãi quyền đạo đạt, hỡi các nhà uyên bác học gia. Đừng chê đừng thị lão già Phật, tiến đâu ở cạnh nhà rẫy dưa. Lời truyền chẳng đông đưa sai dùi, cảnh đời nguy tội lỗi tránh lần. Tiền tài liên lụy xác thân, đồ vương mạng ba quái trần lưu vong. Ai là kẻ anh hùng nghe kỳ, anh hùng là đạo lý uyên thâm. Anh hùng tranh chỗ lạc lầm, anh hùng giác ngộ mà tầm đạo chân. Không truy lạc giọng đàn tiếng huyền, không sai vùi vì miếng định chung. Tiện tài thảm lụy muôn trùng sắc, xin cám dụ anh hùng đọa xa. Lời chánh pháp trẻ già đắc ngộ, phải hồi tâm hướng mẫu đường lành. Hồi tâm dứt bỏ cạnh tranh, biết thương nhân vật sát sanh phải trường. Học tu tánh mũi dưa lần lượt, dầu người sao kẻ trước nói theo. Cánh đời hậu mạc treo leo, sanh nhiều bệnh chứng hiểm nghèo mạng vong. Nhiều độc khi ác phong hay nhiệm, ký sanh trùng ẩn tiệm hải ngầm. Nhân duyên quả kiếp cơ thâm, hoặc là hiện tại dục tâm khởi lòng. Quả thế chiến càng mong thúc đầy, nhân loại càng dục quấy lòng tham. Của trần dục tánh ngu phàm, không dình tội lỗi mà cam lãnh liều. Gầm thân thế đã nhiều nghiệp trước, đến ngày nay biết được đạo màu. Thì tua quan cải tầm cầu, ba đời thành Phật nhiệm màu không sai. Hỡi già trẻ gái trai xét kỳ, chữ đạo là nguyên lý tổ tông. Đời con dậu một mái lông, lưới trời chẳng lọt cũng không xóa nhòa. Trên cõi tạm ấy là trường học, là trung gian thanh lọc các căn. Luân hồi lúc đạo lăn xăng, nghiệp duyên lẫn lộn khó khăn đời đời. Vì khổ kiếp Phật trời mở đầu, từ cổ kim chánh giáo khai truyền. Giác thì được trở về nguyên mê, trần sanh tử nối liền thảm thế. Cuối quân hạ ê chề nán khổ,
đại đạo truyền phát lộ thiên cơ. Vô hình vẽ một bàn cờ, bên tà bên chánh xem cơ mà hành. Hễ căn chánh thi hành đạo chánh, giữ thế cờ vững mạnh tu trì. Nếu mà đạo pháp để suy, thì cơ thế diệt khốn nguy tới liền. Ta giảng pháp hỡi miền trung dày, nghe lời ta thì phải hồi minh. Giảm đường vật chất sắc thinh, xoài gương đánh sáp dâm tình treo ngươi. Thân vật chất con người đã tốt, y phục là cốt để che thân. Giữ cho kinh đau mắt trần tử phòng cốt cách tăng phần tốt tươi. Phải biết đạo làm người có lệ, bôn đức là dành để nữ hiền. Công dung ngôn hạnh nói truyền ấy là chân lý đạo điên sanh tàn. Lời nói năng thiệt thà chánh trực, ý nghĩ thầm giữ mực chánh tâm. Lòng đừng ganh tị ghét thầm xuôi người làm quấy dục tham mỹ tàn. Đời vốn thiệt nhiều ma nhiều quỷ, biết tu thì niệm ý giữ gìn. Khôn thì cứ mực làm thinh chiều loạn, nhịn nhục tâm mình được yên. Đời lý loạn Phật tiên xuống thế, mượn xác phàm hầu để cứu trần. Đạo màu dụng lý tu thân, chở che hòa diệt cứu nhân mát đời. Mùi tục lũy trần dơi đâm đuôi, tánh lỗi lầm mây mũi nào hay. Phật tiên mượn đạo chỉ bài lời kinh, tiếng kệ xưa nay dây đầy. Thấp thoại phải cầu thầy học đạo, tánh sinh đừng cao ngạo kiêu căng. Thân hồn muốn được siêu thắng Phật, xưa lẽ chánh thượng rắn giải người. Tăng thượng mạng là người ngu xuân, tu không thành biện chứng nhiều lời. Vào trường học đạo Phật trời, bước chân chưa dừng học đời chí cao. Không thấy tánh lẽ nào ngộ giác, chẳng hồi quang sông thác mãi còn. Bổn lai diện mục chớ mòn soi, vào tấm nội hết còn cho minh. Muôn cảnh thế thái bình an lạc, trí thông minh đạo đạt lý màu. Kiếp trần sông thác bao lâu, cơ đời hỗn loạn biết đâu mất còn. Ngày ở tạm mốt mòn công đức, phẩm hạnh là trọng nhất ở đời. Đồng sanh trong cõi làm người, trao chia đạo pháp Phật trời đồng thương. Vật chất vốn chủ trương cõi sông, biết hữu dùng thiệt giống như tu.
của trần tuy thấy phù du sẽ nhờ nơi đó lập tu phước lành. Dùng của để thực hành bố thí mà vô ngại chủ tâm. Mong cầu đạo bảo thầm thâm, nếu sanh ý tưởng sai lầm hại thay. Nhiều tiền của lại gây tánh ác, ấy là chưa ngộ đạt lý màu. Hồng trần già có bao lâu, huỳnh lương chợt tỉnh canh thâu đã tàn. Tâm tánh biết bạc vàng của thế, tủ rồi tan ai dễ dình lâu. Cao nhân giữ lấy đạo màu, thì ân bố đức mà cầu đạo thâm. Đạo vô thượng muôn năm dần sáng, lìa tử sanh bị ngạn đau bờ. Biển trần lắng hợp ngất ngơ, sanh rồi lại tử bao giờ thoát ly. Đường lục đạo ít gì cay đắng, chúng sanh đồng đẳng đăng tới lui. Phật tiên thay phải ngậm ngùi, truyền kinh giảng lý khuyến đời lưu tâm. Nguồn thanh đức ngàn năm an lạc, xót trong dòng hạ mạc cuối đời. Tu bồi đạo đức kiếp thời kìa, cơ thế diệt lập đời chỉnh ghê. Nguồn thanh đức trở về mau được, cơ sải sàng giỏi bước tu thân. Tịnh tâm phủi sạch mùi trần, trao tâm rèn tánh phú bằng chớ lo. Ngủ giới cầm tu cho thuần đạo, tập trì trái thông thảo giữ bền. Tánh lành hằng bữa học nên, sát sanh cấm dứt thù hiềm bỏ qua. Tu đạo chánh mỹ tà khử bỏ, điều thị phi ngoài ngõ bích tai. Kệ kinh bầu bạn hằng ngày, đèn trắng quạt gió sánh tày thi ông. Ai trao chát tự lòng cứ mặc, tánh mình tu trở mắt chẳng nhìn. Bụi trần không dây đặng mình, ấy là khử ám hội minh sáng lòng. Người quân tử giàu trong cảnh khó, cứ mặc nhiên để đó không sờn. Nghĩ gì tiếng thiệt lời hơn, phát rồi quyện qua như cơn gió lùa. Cõi tạm thế tranh đua bay nhảy, ngủ mê mà còn hãy thêm lầm. Chim bay cá lặng biển phâm, tưởng rằng sống được muôn năm bệnh hoài. Luật nhân quả nơi đây thấu triệt, rõ đạo màu cớ quả thiệt căn nguyên. Tranh dòng nhân quả nghiệp khiên, đạo đời bao ứng nhân duyên rõ ràng. Sự tội lỗi do vàng với bạc, lại tình yêu tánh ác nảy sanh. Vô tri lại với hữu tình, biết thì quái lại thấy mình hết mê. Chánh đẳng đạt bồ đề cao quý,
thiện căn dùng hậu bị làm nền. Đạo màu cơ sở dựng nên, Phật tiên dạng sức dạng ức do nền thế gian. Siêu di đỏ hay đàn tỏ rò, giữ giới lành chẳng có bao xa. Luận phân lẽ chánh đường tà bàn qua tán lại có là sông chi. Trong lẽ đạo cái gì tà chánh, rốt ráo là cái tánh mê lầm. Chánh tà đều tại nhân tâm, chỉ cần đạt ngộ tu nhầm hết sai. Đạo làm người lắng tai nghe rõ, tam cương cùng ngũ lý phải thông. Đó là cái đạo chánh tông, đạo người đệ thất tu không biết đường. Nam lẫn nữ học trường chung sách, đạo làm người nhân cách ra sao. Nhân trí nhận định thế nào thiệt, người nhân trí không vào cõi mê. Nhân thức hạng tu tài chánh kiên, chữ thức là kinh quyển bát thâm. Chớ nên cảm giác mê lầm, dòng ngôn ý ngữ lỗi lầm độc tôn. Luận tà chánh nhét dòng người tôi, thượng mạng tăng tinh vui chẳng kềm. Trên đầu thần thánh không kiên, đạo người không xử đạo thiên thế nào. Dạng rốt tới văn hào tuấn sĩ, đạo thánh hiền luận lý uyên thâm. Dứt đặng cái chúng mê lầm ưu, thời mẫn thế sưu tầm đạo cao. Phải xét xem lẽ nào thiệt đúng, giải nguyên kỳ cho trúng chớ lầm. Ba nền giáo lý siêu thâm, đến kỳ hậu mạc giáp dòng quy tam. Hòa tác dụng đạo làm căn bồn, giáo hóa hoằng tìm đúng lời sanh. Đúng thì quả vị lập thành, tìm duy trì dựng cõi lành dưỡng chân. Thời mát hạ cuối nguân hầu chi, cả ba nền giáo lý siêu viên. Buổi đời càng kỳ đạo điên, kỳ ba đại đạo quyết tuyến dựng đời. Nho thích lão ba thời lập giáo, quy lại thành đại đạo ngũ chi. Mới nghe trái ngược ly kỳ sưu căn định, vì sao thì sẽ thông. Phổ dương khai đại đồng cứu thế, buổi nguy cùng trợ tế chúng sanh. Căn cơ đắc ngộ duyên lành, dục tu chánh đại công thành về nguyên. Rồi sẽ thấy Phật tiên cõi thế, đại trung dung đạo thể chúng nhà. Nam mô hội thượng Long Hoa, thuyết minh đạo lý trẻ già. Niệm tâm kính bạch Phật, nay con cúi đầu ơn Phật quan hỷ sự trễ nải, vì con bận việc xây cất và phải lo cử hành cuộc đại lễ siêu độ và khánh thành. Nay con đã vào nhập định, xin hầu lệnh Phật.
gia chỉ giáo. Nam mô A Di Đà Phật. Hoan hỷ tứ phước, nay ngươi cùng tất cả đại hội đạo đại tiểu linh căn đã hoàn thành một công đức vô lượng nơi đạo tràng, cùng đẳng chư thiện tính cùng được gia ân tế phước. Tam giáo thượng tòa đã phê chuẩn sự biểu tượng dung hợp đạo thể, cứu cánh nền đạo giáo phục hưng, thiệt một quả cảm biểu dựng cái bảo pháp vô thượng nơi đạo tràng vậy. Sắc chỉ long hoa đã tứ phước cho toàn tất cõi âm hồn được siêu căn thọ mạng, tắm gội cam lồ tịnh thủy thoát hôn mê trầm, phục hồi chánh giác đồng giảng sanh Phật quốc hằng hà sa số ức, chư hồn đồng dạng tạ thâm ân vô lượng như hải. Hôm nay trên là đấng chí tôn Lâm Hoa hội thượng cùng phê chuẩn công đức vô lượng nơi kỳ siêu đại hội đạo đã thành tựu viên mãn. Nơi thiên lý bửu tòa, trung tâm đại hội đạo đã được Đức Ngọc Đế y chuẩn lệnh cầu an. Vào trung tuần thập ngoạt hạ hội giáp tý niên, quy tề đại hội đạo hiệp thế chúng thiết lập cầu an, để hoàn tất sứ mạng kỳ ba hoàn tất hiện diện, phải đồng thành tâm niệm cầu để cứu cánh đại thế chúng kỳ mạc hậu này, cho đặng chuyển quả di phước, âm siêu dương thới, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, chớ trễ chày vì thời cơ cận đại, ngọc sắc phê truyền đại ân xá kỳ chót. Hỡi toàn tất căn linh, nay đã được Lâm Hoa chuyển tánh thì chớ cượng sanh nghi, hãy phát nguyện dục tu chánh giác, tha độ và tự độ dung bồi đạo pháp, đạo quả cấp tiến vượt mạnh được song song với cơ đời. Vì đạo pháp vốn lợi sanh chi bổn, hễ vật chất phát thì thế chúng lâm nguy, đạo pháp hưng lại duy trì tồn hậu phước. Hãy nghe kể rằng đức trọng ma quỷ lánh, hòa ấy bổn lợi sanh, kích bát thành diệt quá, hiệp dựng đá nên non, chia ác còn ngã mạng, đèn tâm minh đủ sáng, đuốc cháy mạnh tàn mau, trí giác không tà chánh, ba la mật thiệt đạo. Nếu một dân tộc được có sứ mạng đạo đức, tức là cái vô lượng hạnh phúc cho nòi giống của đó, ngàn năm triệu ức năm sử đạo còn truyền lưu, hạnh phúc lắm thay ơn soi đường dẫn lối. Tuy nay chưa đạt ngộ, thấy chuyện như tầm thường, khi vào thế hệ đạo ở thời vị lai khẩn cầu cái hạnh phúc đó không thể được. Giác mê ca chiều tinh nghe mau khử ám hồi minh, lợi căn ấy phân do đường trực giác, từ bi dụng chân ngôn lời đạo đạt, chỉ hào hùng cái ác trở về chân. Bọn ma quân theo khẩu chớ giận hờn, thọ khổ rồi mới thoát ly khỏi khổ. Đời phiền loạn đảo hoằng dương tận đồ, rau bán đảo màu ai tỏ ngộ thì mua. Kẻ ghét thì nói chát nói đạo chua, người đạt ngộ đoán mua ôi quy qua. Kẻ vô tư tiếp tùng
vui nghiêng ngả. Người lo âu rằng phong xả diệt đời. Bực đại nhân hay ưu thế mẫn thời, hàng tiếng Phật thương đời nên tế đồ. Hễ lợi căn nghe thiệt, lời tâm đắc ngộ, nguyện cúng dường và cầu độ khắp chúng sanh. Đời hạ quân kẻ dữ, có người lành người chém giết, có kẻ tu hành lẫn lộn. Người hiền đức nghĩa nhân cùng khiêm tốn, kẻ du đồ tánh hỗn độn giữa thời cơ. Khắp năm châu cuộc thế vì bàn cờ, tới nước chiếu rõ binh thơ đồ trần. Đạo là diệu pháp giải cơ nguy thế tần. Tin nghe lời oán hận giải tiêu ma, lập chỉ tu nhận nhận với hòa hoàng. Tu để chân gian tà làm thế tần, tu trước hết phải lành dầm sân hận. Giữ thất tình không vướng bận lợi danh, với sát thì lòng giả sạch tinh anh. Trì trái nguyện chí thành không xíu ngà, niệm Phật chứ cưỡng lòng nghi chân giả. Tinh tấn một niềm thì đáo quả ác cao. Ngồi công phu tâm tâm chớ vọng sao, định quán chuyển đạo cao bình thảm hòa. Tu thì phải phá mê cùng diệt ngã, biết đạo màu luật nhân quả phải nên kiên. Đừng khôn gian lân lướt kẻ ngu hiền, ý thế mạnh không kiên dè thần thanh. Đời cõi tạm bến mê cần sớm lánh, kiếp con người dường thể cánh phù dung. Sớm đua chen màu sắc điểm pha hồng, chiều ủ dột như cánh đồng u quanh. Nhiều ly lẻ không qua dình tâm hành, hễ minh tâm thì kiên tâm đắc ngộ truyền. Cõi dương trần này đáo quả Phật thánh tiên, một chữ mặc cứ vẹn nguyện đừng sao làng. Cuộc thế sự ngày sau rồi sẽ hàng, cánh lóc lừa sàng sai cứ bền tu. Định tâm thần dựng chi luyện công phu, ngài bình trí hiền ngu nền thanh đức. Cơ hỗn loạn trì tu độ đời, cầu thoát vực hết hai ngàn còn mất mới rõ thông. Cõi dương gian hết cả chậu chim lầm, đời vui toại tu công bồi quả Phật. Thế giới rõ thông đạo màu là sự thật, chịu hòa đồng quý nhất mạch
hồi chân. Hết đệ thứ năm. Nam mô Long Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Diệu Minh Bảo Pháp Di Lặc Chân Kinh đệ thứ sáu, nghi lễ cầu an. Nam mô Long Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh sám hối cầu an. Đầu cúi lại cha trời xuống phước, nay chúng con chầu trước bể tiền, khẩn cầu thế chúng bình yên, trước cỡ việc thế pháp thuyền độ mau. Đời mạt kiếp hoàn cầu biến đồng, khắp năm châu nhân chủng rối bời. Tự sanh định kiếp do trời cứu nguy, Bồ Tát phát lời nguyện xưa. Dầu qua kiếp đã thừa số định, quyết ăn năn cải chính sai lầm. Đại bi vô lượng đức thâm, pháp thuyền độ vớt khỏi lâm nạn cùng. Quả thế chiến hải hùng con biết, quả đất tròn nạn diệt tránh đâu. Vòng quanh nội địa quá cầu, tranh hùng thủ bá gieo sầu nạn dân. Nghiệp chung ở dương trần nắng hoa, tội loài người chất đã bằng non. Lòng trời mây đoạn thoáng vôn, khai minh đại đạo cứu con mát đời. Phật xót thương vào đời qua kiếp, dũng đạo màu giải nghiệp mây lầm. Đạo là một món phương châm, chỉ đường chánh đại mà tầm phước lai. Biết sự thật cao đài cứu thế, nguyện nhất tâm vào thể tu cầu. Hai ngàn tới chẳng bao lâu, Long Hoa mãn cuộc quá sầu phải lo. Cuộc phân tranh như lò lửa diệt, ngúng dần dần chớ tiết gió hè. Thấy đời mát hậu chinh ghê, cầu thầy nhỏ phước chở che con hiền. Con lãnh lĩnh bác truyền đổ thê, cầu Quan Âm trở té nguy nàng. Từ bi tha chiếc linh thoàn độ, dân vô tội sống an hằng ngày. Lòng con nguyện thảo ngay gìn giả, tập tánh lành hy xa từ bi. Ăn chay niệm Phật tu trì, khẩn cầu ba tánh được ý như nguyện. Đồng hưởng phước ân thiên an lạc, đồng ăn năn cái ác tùng lương. Mong nhờ giọt nước canh dương, rưới thành mưa phép hòa ương tiêu trừ. Cõi hồng trần phước như đông hải, thải một lòng kinh lại Quan Âm. Cam lộ quán chuyển nhân tâm, giải trừ tai họa tối thâm hiểm nghèo. Phận con trẻ bót bèo sống gời, kiếp trăm năm còn đợi lập tu. Kỵ cùng nương bước đạo màu, mở đường chánh đại vẹt mù phá mê. Cầu chỉ tôn trọn thầy ân xa,
thương con lành phóng xả nghiệp khiên. Chúng con thề giữ trọn quyền cải tà quy chánh chèo thuyền độ nhân. Cầu Di Lặc xuống trần độ thế, chuyển hòa đi phước để trưởng tồn. Nam mô Di Lặc Thiên Tôn, đường lai hạ thế pháp môn khai truyền. Cầu đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, độ nhân loài chuyển đạt thần thông. Độ an thế chúng đại đồng, thức căn tri thức thức lầm dục tu. Nam mô Tiểu Tái Diên Thọ Dược Sư, Lưu Ly Quán Dương Phật Thiện Từ. Độ Tiểu Tái Ách Giải Trừ, để tam thế chiến từ từ giảm tha. Chữ đầu gốc chủ hòa cuộc thế, lập thái bình quân hệ dựng mau. Khắp miệng đạo hành dồi trao, nhân hiền đức thánh ra vào tự do. Đầu cuối lại chúng lo cầu đầu, để khải trình tam giáo đẳng hoàng. Linh tiêu điện có trời cha, bình linh thượng hội long qua chứng cùng. Cầu chư Phật rộng lòng hạ thế, chư thánh tiên xuống để lập đời. Linh căn kịp quá hình người, thượng quân dừng lại cảnh đời thúng yêu. Cầu thượng phụ giáo điều tế độ, lập nguồn cùng bảo hộ đàn con. Đừng cho hòa diệt hao mòn, chúng con lập nguyện tròn tu thân. Ngày sau khắc cho thần bảo hộ, đêm năm canh hòa khổ chớ gần. Tới lui cuộc sống dương trần hòa tai, chẳng dướng quân thần đặng an. Cầu sao đặng sinh đàn hậu nuôi, thượng linh căn sớm tối kề gần. Thấy người đạo đức tiện nhân, thay bào tạm mượn cõi trần đến nơi. Để lập dựng cuộc đời thanh đức, nhân đi cùng nhân thức thánh hiền. Có người, có Phật, có tiên, có thần, có thánh, có hiền lập nên. Con nguyện tu giữ nền hậu đức, cầu đương lai các bậc linh căn. Ra đời gương mẫu đạo hằng, thông minh huệ giác quá hoằng khai dương. Cầu cõi thế nói đường đạo chánh, cầu trời ban đức thánh nhân hiền. Cầu xin quốc thái dân yên, mưa hòa gió thuận ân thiên gọi nhuần. Cầu nước Việt phục hưng đạo quốc, ngàn muôn năm không thất chánh truyền. Minh quân lương tế toại nguyện, dân an quốc thái bửu truyền đại ân. Ngàn muôn kiếp phong dân một hồi, cầu ân ban xá tội dương trần. Chúng con sám hối ân cần, xét mình tội trạng muôn phần thảm thương. Cầu xá tội quay đường theo đạo, bồi chúc công tu tạo phước duyên.
học nói kinh pháp chánh truyền tâm mê tánh mùi bỗng nhiên sáng lần. Cầu Bồ Tát quay thần tế độ, cầu Quan Âm cứu khổ tầm thinh. Mười hai câu nguyện tất tình, phò nguy tế khổ tử sanh phổ đồng. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm tầm thinh cứu khổ.